đại bồ tát này suy nghĩ có thể biết được số lượng cát ở sông hằng nhưng số lượng thân thể khó biết được như thân thể bị chặt và người chặt đều thuộc về sắc nên khó biết số lượng bị phân chia thân thể đã bị phân tán ra từng phần rất nhỏ sao lại duyên nơi đây mà xanh sân hận bồ tát này quán nghĩa như vậy dù gặp phải oán tặc mổ xẻ thân thể từng chi tiết mà vẫn nhẫn chịu hoàn toàn không có tâm sân hận báo thù các bồ tát này tùy theo sự phát khởi tâm an nhẫn hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, hộ trì an nhẫn ba la mật đa. Như vậy nên biết, chúng Đại Bồ Tát thường an nhẫn ba la mật đa tất cả thời, không bao giờ xả bỏ. Lại nữa, xá lợi từ, nếu Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, có người đến đánh đập mắng chửi, Đại Bồ Tát này suy nghĩ, có thể biết được số lượng cát ở sông Hằng, còn tội lỗi nơi thân ta khó biết được, nghĩa là từ vô thủy đến nay khỏi các phiền não ác nghiệp, lý sự ác hại, chư Phật hiền thánh cùng nhau của trách. Nay người này có đến đánh đập mắng chửi thì trăm phần ngàn phần cho đến muôn ước phần chưa bằng một, sao lại duyên nơi đây mà sanh sân hận. Đại Bồ Tát này quán nghĩa như vậy. Dù có người đến đánh đập mắng trời, nhưng nhẫn nhục lãnh thọ hoàn toàn không có tâm sân hận báo thù. Các đại Bồ Tát này tùy theo sự phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, hộ trì an nhẫn ba la mật đa. Như vậy nên biết chúng đại Bồ Tát thường an nhẫn ba la mật đa tất cả thời, không bao giờ xả bỏ. Lại nữa, giá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề có oán tạc đến cướp đoạt tài sản, Đại Bồ Tát này nên suy nghĩ, tài sản như vậy bản tánh đều không, không có sự lệ thuộc, sao lại duyên nơi đây mà sanh sân hận? Đại Bồ Tát này quán nghĩa như vậy, tùy gặp oán tạc cướp đoạt tài sản nhưng tâm hoàn toàn không sân hận oán thủ. Các đại Bồ Tát này tùy theo sự phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, hộ trì an nhẫn ba la mật đa. Như vậy nên biết chúng đại Bồ Tát thường an nhẫn ba la mật đa tất cả thời không bao giờ xả bỏ. Lại nữa, xá lợi tử, nếu hướng đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề, nên tu tâm mình giống như đất nước, lửa gió, hư không, vân vân Sán lợi tử hỏi, tại sao chúng đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề phải tu tâm mình giống như đất nước lửa gió hư không vân vân? Mãn tử tử đáp, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề nên tu tâm mình giống như đại địa, đại thủy, đại Hòa, đại phong hư không không có sự phân biệt. Sán lợi tử hỏi, tại sao chúng đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề phải tu tâm mình giống như đại địa không có sự phân biệt? Bản từ từ đáp ví như đại địa tùy đem sắc hương vị xúc đáng ưa thích để trong đó nhưng đất hoàn toàn không vui mừng yêu thích hoặc đem sắc hương vị xúc không ưa thích ném vào trong đó đất cũng không tức giận buồn giàu chúng đại bồ tát như vậy tùy gặp các cảnh ưa thích nhưng không vui mừng yêu thích dù gặp các cảnh buồn bực cũng không tức giận buồn giàu, vì niềm tin thanh tịnh an nhẫn luôn luôn hiện tiền, giống như đại địa bình đẳng mà lưu truyền, nên nói chúng đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải tu tâm mình giống như đại địa không có sự phân biệt. Xá lợi tử hỏi, tại sao chúng Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề phải tu tâm mình giống như Đại Thủy, không có sự phân biệt? Mãn từ từ đáp, ví như Đại Thủy, tuy đem sắc hương vị xúc đáng ưa thích để trong đó nhưng nước hoàn toàn không vui mừng yêu thích hoặc đem xác hương vị xúc không ưa thích ném vào trong đó nước cũng không tức giận buồn giàu. chúng đại bồ tát như vậy tuy gặp các cảnh ưa thích nhưng không vui mừng yêu thích dù gặp các cảnh buồn bực cũng không tức giận buồn rầu vì niềm tin thanh tịnh an nhẫn luôn luôn hiện tiền giống như đại thủy bình đẳng mà lưu truyền nên nói chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải tu tâm mình giống như đại thủy không có sự phân biệt xá lợi tử hỏi tại sao chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải tu tâm mình giống như đại hỏa không có sự phân biệt Mãn từ từ đáp, ví như đại hỏa tuy đem sắc hương vị xúc đáng ưa thích để trong đó, nhưng lửa hoàn toàn không vui mừng yêu thích, hoặc đem sắc hương vị xúc không ưa thích ném vào trong đó, lửa cũng không tức giận, buồn giàu. Chúng đại bồ tát như vậy, tuy gặp các cảnh ưa thích, nhưng không vui mừng yêu thích, dù gặp các cảnh buồn bực cũng không tức giận, buồn giàu. Vì niềm tin thanh tịnh an nhẫn luôn luôn hiện tiền, giống như đại hòa bình đẳng mà lưu truyền nên nói chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, phải tu tâm mình giống như đại hòa không có sự phân biệt xá lợi tử hỏi tại sao chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, phải tu tâm mình giống như đại phong không có sự phân biệt mãn tử tử đáp ví như đại phong tuy đem sắc hương vị xúc đáng ưa thích để trong đó nhưng gió hoàn toàn không vui mừng yêu thích hoặc đem sắc hương vị xúc không ưa thích ném vào trong đó gió cũng không tức giận buồn giàu chúng đại bồ tát như vậy tuy gặp các cảnh ưa thích nhưng không vui mừng yêu thích dù gặp các cảnh buồn bực cũng không tức giận buồn giàu vì niềm tin thanh tịnh an nhẫn luôn luôn hiện tiền giống như đại phong bình đẳng mà lưu truyền nên nói chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng tránh đằng bồ đà phải tu tâm mình giống như đại phong không có sự phân biệt xá lợi từ hỏi tại sao chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải tu tâm mình giống như hư không không có sự phân biệt mãn từ tử đáp ví như hư không tùy đem sắc hương vị xúc đã ngươi thích để trong đó nhưng hư không hoàn toàn không vui mừng yêu thích hoặc đem sắc hương vị xúc không người thích ném vào trong đó hư không cũng không tức giận buồn rầu chúng đại bồ tát như vậy Tuy gặp các cảnh ưa thích nhưng không vui mừng yêu thích, dù gặp các cảnh buồn bực cũng không tức giận buồn giàu, vì niềm tin thanh tịnh an nhẫn luôn luôn hiện tiền, giống như hư không bình đẳng mà lưu truyền nên nói chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải tu tâm mình giống như hư không, không có sự phân biệt. Xá lợi tử điện hỏi cụ thọ mãn từ từ, hư không vô vi nên chúng đại bồ tát cũng lại thuộc bởi vô vi sao? Mãn từ từ đáp, chẳng phải chúng bồ tát bị lệ thuộc bởi vô vi, nhưng do các bồ tát dùng phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba làm bạch đa quán thần tâm cùng bình đẳng với hư không, khiến đối với cảnh giới không có phân biệt, hàm tù an nhẫn ba làm bạch đa, nghĩa là các đại bồ tát dùng phương tiện thiện xảo quán thân tâm vô tánh vô ngại cùng bình đẳng với hư không, lãnh chịu mọi thứ xúc chạm bằng đao trượng, vân vân. Đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo như vậy, y chỉ vào bát nhã ba la mật đa quán thân tâm bình đẳng với hư không để hộ trì an nhẫn ba la mật đa. Giả sử luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng lửa giữ ở địa ngục đao trượng, ở địa ngục và những khổ não bức bách khác thân mà tâm kia vẫn bình đẳng không biến không động thì đại bồ tát như thế là tu hành bát nhã ba la mật đa, hộ trì bát nhã ba la mật đa quán thân tâm bình đẳng như hư không, lãnh chịu các khổ không biến không động. Đại bồ tát lãnh chịu các khổ không biến không động như vậy, tức là an nhẫn ba la mật đa. Như vậy đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, khi gặp những nỗi khổ nặng nề nên nghĩ như vậy. Ta từ sanh tử vô thủy đến nay chịu nhiều nỗi khổ đau đớn nơi thân tâm nhưng do nỗi khổ này biết đâu đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề vốn chi do khổ này chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề này thân tâm ta chịu nhiều khổ sở là vì lợi ích cho các hữu tình nên nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì vậy bây giờ ta nên hoan hỷ lãnh thọ Đại Bồ Tát như vậy, quán nghĩa này tuy chịu nhiều khổ sở, nhưng tăng trưởng sức nhẫn nhục lãnh thọ một cách hoan hỷ. Lại nữa xá lợi tử, ví như có người ăn món ăn có tràm vị, thân tâm sảng khoái, xanh lòng hoan hỉ hơn. Bồ Tát cũng vậy, thấy người đến xin hoặc xin của cải hoặc xin từng phần nơi thân, nhân đó mà bố thí, chịu đựng các nỗi khổ, nhẫn nhục, lãnh thọ một cách hoan hỉ, thân tâm vui thích, niềm khoái lạc ấy hơn trước gấp trăm ngàn lần. Lại nữa xá lợi tử, như A-la-hán thấy như lai ứng tránh đẳng giác, tuy lậu đã tận nhưng vẫn sanh tâm hoan hỷ, cung kính tin tưởng thủ thắng hơn. Đại Bồ Tát cũng vậy, thấy người đến xin, hoặc xin của cải hoặc xin từng phần nơi thân, vẫn sanh tâm hoan hỷ, cung kính tin tưởng thủ thắng hơn. Nhẫn nhục lãnh thọ những điều oan gia oán hại, mắng chửi hủy nhục, đủ các thứ khổ nặng nề của kẻ kia, tùy theo lúc đó mà phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát như vậy thì theo lúc đó mà phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thường không xa địa sự tu an nhẫn ba làm mật đa, luôn làm lợi ích lớn cho các hữu tình, không để gián đoạn. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát bố chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Đối với hình các hữu tình nên tu an nhẫn, bị đánh không đánh trả, mạ nhục không mạ nhục lại, hủy báng không hủy báng lại, sân giận không sân giận lại, của trách không của trách lại, phẫn hận không phẫn hận lại, khủng bố không khủng bố lại, hại không hại lại. Đối với các việc ác, nhẫn nhục, lãnh chịu, vì sao? Xá lợi tử. Vì các đại Bồ Tát này thường không xả ly tâm trí nhất thiết. Đối với các hữu tình muốn làm lợi ích, nếu các đại bồ tát thường không xả ly tâm trí nhất thiết muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình giả sử dù thân bị mâu giáo đâm ngàn mũi nhưng trong tâm không khỏi một niệm báo thù đối với người kia thường sanh an nhẫn tịnh tín chúng đại bồ tát tu hành an nhẫn ba la mật đa như thế đối với các hữu tình muốn làm lợi ích lớn nhất định sẽ được sắc thân vàng dòng tướng hào trang nghiêm người thấy hoàn hỉ vì vậy xá lợi tử Đại Bồ Tát đều nên tinh tấn tu sức an nhẫn, nhẫn nhục, lãnh thọ tất cả các nỗi khổ oan gia báo hại. Nếu Đại Bồ Tát tu hành sức an nhẫn, nhẫn nhục, lãnh thọ các nỗi khổ thì hộ trì an nhẫn Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát này viễn đi sanh tử, thân cận trí nhất thiết làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát ưa thích thanh văn hoặc độc giác thì nên biết Đại Bồ Tát này thối thất an nhẫn Ba La Mật Đa của Bồ Tát. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát đem thần mình đánh chịu đầy đủ đại khổ sanh tử vô biên, nhưng không đắm trước những điều chỉ hay tự lợi của thanh văn độc giác. Vì sao? Giá lợi tử. Vì nếu Đại Bồ Tát đắm trước thanh văn hoặc độc giác, nên biết Đại Bồ Tát này thối thất hành xứ của mình, mà hành hành xứ của người khác. Giá lợi tử liền hỏi cụ thọ mãn từ từ. Sao gọi là Đại Bồ Tát hành hành xứ của người khác? Mãn từ từ đáp. Nếu đại Bồ Tát trụ ở bậc thanh văn hoặc bậc độc giác thì đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác, nếu đại Bồ Tát khởi suy nghĩ về thanh văn hoặc suy nghĩ về độc giác thì đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu đại Bồ Tát đóng trước giáo pháp tương ứng với thanh văn hoặc ưa thích nguồn luận tương ứng với độc giác thì đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa xá lợi từ nếu đại Bồ Tát thích quán sát quần thường hoặc vô thường thích quán thọ tưởng hành thức ổn thường hoặc vô thường thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán sắc ổn vui lạc hoặc khổ, thích quán thọ tưởng hành thức ổn vui hoặc khổ thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác, nếu đại bồ tát thích quán sắc ổn ngã hoặc vô ngã, thích quán thọ tưởng hành thức ổn ngã hoặc vô ngã thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán sắc uẩn tịnh hoặc bất tịnh thích quán thọ thường hành thức uẩn tịnh hoặc bất tịnh thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác lại nữa xá lợi từ nếu đại bồ tát thích quán nhãn xứ thường hoặc vô thường thích quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ thường hoặc vô thường thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán nhãn xứ vui hoặc khổ thích quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ vui hoặc khổ thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn xứ ngã hoặc vô ngã, thích quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát ưa thích quán nhãn xứ tịnh hoặc bất tịnh, thích quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, xá lợi từ. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc xứ thường hoặc vô thường, thích quán thành hương vị xúc pháp xứ thường hoặc vô thường thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán sắc xứ vui hoặc khổ thích quán thành hương vị xúc pháp xứ vui hoặc khổ thì, thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán sắc xứ ngã hoặc vô ngã thích quán thành hương vị xúc pháp xứ ngã hoặc vô ngã thì, thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán sắc xứ tịnh hoặc bất tịnh thích quán thanh hương vị xuất pháp xứ tịnh hoặc bất tịnh thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác lại nữa xá lợi tử nếu đại bồ tát thích quán nhãn giới thường hoặc vô thường thích quán nhĩ tĩ thể thân ý giới thường hoặc vô thường thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán nhãn giới vui hoặc khổ thích quán nhĩ tĩ thể thân ý giới vui hoặc khổ thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán nhãn giới ngã hoặc vô ngã thích quán nhĩ tĩ thể thân ý giới ngã hoặc vô ngã thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác nếu đại bồ tát thích quán nhãn giới tịnh hoặc bất tịnh thích quán nhĩ tĩ thể thân ý giới tịnh hoặc bất tịnh thì đại bồ tát này hành hành xứ của người khác lại nữa, xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát thích quán sắc giới thường hoặc vô thường, thích quán thành hương vị xúc pháp giới thường hoặc vô thường, thì đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu đại Bồ Tát thích quán sắc giới vui hoặc khổ, thích quán thành hương vị xúc pháp giới vui hoặc khổ, thì đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu đại Bồ Tát thích quán sắc giới ngã hoặc vô ngã, thích quán thành hương vị xúc pháp giới ngã hoặc vô ngã, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán sắc giới hữu tịnh hoặc bất tịnh, thích quán thành hương vị xúc pháp giới hữu tịnh hoặc bất tịnh, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Lại nữa, xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn thức giới thường hoặc vô thường, thích quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thường hoặc vô thường, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứ của người khác. Nếu Đại Bồ Tát thích quán nhãn thức giới vui hoặc khổ, Thế quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vui hoặc khổ thì đại bồ tát này hành hành xứng của người khác nếu đại bồ tát thế quán nhãn thức giới ngã hoặc vô ngã thế quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới ngã hoặc vô ngã thì đại bồ tát này hành hành xứng của người khác nếu đại bồ tát thế quán nhãn thức giới tịnh hoặc bất tịnh thế quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịnh hoặc bất tịnh thì đại bồ tát này hành hành xứng của người khác Xá lợi tử lại hỏi cụ thọ mãn từ Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát hành hành xứng của mình? Mãn từ Tử đáp, nếu Đại Bồ Tát nào tu hành sáu pháp ba la mật đa, tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này hành hành xứng của mình. Nếu Đại Bồ Tát nào tu hành sáu pháp ba la mật đa, thì tất cả ác ma không làm hại được. Ví như loài cáo không làm hại được các loài rùa ba ba, không bị làm hại nên việc đi lại được tự tại chúng đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa cũng vậy không bị tất cả ác ma làm hại không bị làm hại nên việc tu hành được tự tại lại nữa xá lợi tử giả sử ác ma khóa tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới đều là ác ma cứ mỗi một ác ma đều có nhiều ma quân quyến thuộc thứ tự trước sau kéo đến chỗ đại bồ tát nhưng đại bồ tát này tu hành sáu pháp ba la bạch đa nên các ác ma kia không thể làm hại được vì không hại được nên Bồ Tát tu hành tự tại, ví như loài cáo không thể làm hại được các loài rùa ba ba, vì không hại được nên rùa ba ba đi lại tự tại. Vì vậy, Xá Lợi Tử đại Bồ Tát phải nên học như vậy. Tâm ta không nên xa lìa sáu pháp Ba La Mật Đa, nếu tâm không xa lìa sáu pháp Ba La Mật Đa thì tất cả ác ma không làm hại được, không bị hại nên Bồ Tát tu hành tự tại. Xá Lợi Tử liền hỏi cụ Thọ mãn từ từ: làm thế nào đại Bồ Tát nên biết như thật các việc ma mãn từ từ đáp nếu đại Bồ Tát không thích nghe giáo pháp tương ưng với Ba La Mật Đa nên biết đây là việc các ác ma lại nữa xá lợi tử nếu đại Bồ Tát không thích thọ trì giáo pháp tương ưng với Ba La Mật Đa nên biết đây là việc các ác ma lại nữa xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát không thích đọc tụng giáo pháp tương ưng với Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Lại nữa xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát không thích suy nghĩ giáo pháp tương ưng với Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Lại nữa xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát không thích tu hành pháp hành tương ưng Ba La Mật Đa, nên biết đây là việc các ác ma. Các Bồ Tát hiểu rõ những việc này rồi, bèn suy nghĩ nhất định là ác ma dùng phương tiện cản trở sự cầu trí nhất thiết trí nơi tâm ta. Bây giờ ta không nên tùy thuộc vào sự mong muốn kia, phải tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này đối với ác ma kia không nên sân hận, cũng không nên khởi tâm không nhẫn nhục. Thực hành được như vậy tức là an nhẫn ba la mật đa. Đại Bồ Tát này suy nghĩ khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên độ thoát hữu tình rất hẳn pháp tham sân si. Vì vậy, Bây giờ đối với ác ma kia không nên sân hận Nếu khi Đại Bồ Tát nghĩ được như vậy Thì Đại Bồ Tát hơn các ác ma tự tại tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi, bát nhã ba làm mật đa Nếu lúc Đại Bồ Tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí mà không hiện tiền Thì khi đó Đại Bồ Tát suy nghĩ Bây giờ ta đừng nên hành phi xứ vì nó khiến cho ta chẳng nhớ trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát nên tự trách tâm mình này ta đã luống phí ngày giờ. Xá lợi tử hỏi cụ thọ mãn từ tử mức độ nào thì gọi là luống phí ngày giờ? Mãn từ từ đáp: Nếu đại Bồ Tát đối với sáu pháp ba la mật đa đây, tùy theo một lần hiện hành mà không nhớ nghĩ trí nhất thiết trí, chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí, thì đại Bồ Tát này luống phí ngày giờ hao tổn kết quả ngày giờ. Nếu đại Bồ Tát đối với sáu pháp ba la mật đa đây, tùy theo một lần hiện hành hoặc ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba cho đến nhớ nghĩ trí nhất thiết trí và hồi hướng trí nhất thiết trí thì đại bồ tát này tuy có phạm nhưng được gọi là có kết quả từng ngày giờ xá lợi tử hỏi mãn từ từ an nhẫn bồ tát cùng với an nhẫn a la hán có khác nhau không mãn từ từ đáp bây giờ tôi hỏi lại tôn giả núi rượu cao cùng với hạt cải lớn nhỏ cao thấp nặng nhẹ khác nhau thế nào xá lợi tử đáp khác nhau vô lượng mãn tử tử nói an nhẫn bồ tát cùng với an nhẫn a la hán cũng lại như vậy không nên hỏi làm chi lại nữa xá lợi tử ý tôn giả thế nào nước trong biển lớn nước đầu một sợi lông bên nào nhiều hơn xá lợi tử đáp nước trong biển lớn nhiều hơn nước đầu một sợi lông cả trăm phần ngàn phần cho đến muôn ước phần cũng chưa sánh bằng một phần nhỏ số lượng kia Mãn tử tử nói An nhẫn Bồ Tát cùng với An nhẫn A-la-hán cũng lại như vậy trăm phần ngàn phần, cho đến muôn ước phần cũng chưa sánh bằng một phần nhỏ số lượng kia, vì vậy không nên hỏi như vậy phật khen ngợi mãn từ từ lành thay lành thay đúng như lời thầy nói thầy nương oai lực của phật theo nói an nhẫn ba la mật đa nếu lấy số lượng an nhẫn của đại bồ tát so sánh với số lượng an nhẫn lớn nhỏ của thanh văn độc giác thì như muốn lấy số lượng an nhẫn của như lai so sánh với số lượng an nhẫn lớn nhỏ của thanh văn độc giác vì sao vì sự thành tựu nhẫn nhục của các Bồ Tát, lượng kia rất vô biên, không nên đem so sánh với lượng nhẫn của thanh văn vân vân. Bấy giờ Phật bảo Ananda, thấy nên thọ trì những lời mãn từ từ thuyết về sự tu an nhẫn của Đại Bồ Tát chớ để quên mất. Ananda bạch Phật, bạch Thế tôn con đã thọ trì đúng như lời mãn từ từ đã thuyết về sự tu an nhẫn Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát, chắc chắn chẳng quên mất. Khi Đức Bạc giả phạm thuyết kinh này rồi, cụ thọ mãn từ từ, cụ thọ xá lợi từ, cụ thọ Ananda và các chúng Bồ Tát Thanh Văn khác, cùng với tất cả trời rồng, dược xoa, a tố lạc, vân vân, nghe Phật thuyết đều hoan hỷ, tín thọ, phụng hành. Hết quyển thứ 589